Xin chào quý vị, đây là bằng tay ngọc tay ngà của Lalo bé mập luôn. Đương làm chả tôm, khoai tôm đây. Đó, quý vị thấy đẹp chưa? Đó, làm được một sản phẩm rồi nè. Đó, bữa nay mình làm con tôm bự đây quý vị, đây. Lalo bé mập đương làm đây. Đó, quý vị trộn bột rồi xong rồi bắt đầu quý vị đổ phơi qua ngọt vào rồi vớt lên cái giá có lỗ cho nó chạy. Tuyệt vời. Đó, bữa nay bắt đầu là 20 tháng 12, mình tiếp tục có tôm ngon của New Star Sài Gòn biếu tặng lễ Noel 8/12 rất là ngon. Mình làm mười mấy cái để mà hưởng thụ đây. Xin chào quý vị, bằng tay ngọc tay ngà của Lalo bé mập đây, đương làm đây. Bỏ con tôm thiệt bự đây quý vị thấy chưa, nằm đó. Đó, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó, xin chào quý vị đây. Đó, bây giờ đừng vớt cái đó ra, bỏ lên trên, từ từ, từ từ. Đó, nó đang dính với nhau đó quý vị ơi. Đó, mình đưa quay, làm phóng sự. Nó đang dính với nhau đó. Tuyệt vời đó, lật lên, với ông lật con tôm đẹp quá quý vị. Con tôm này là 8/12. Đó, 8/12, bỏ lên. Được hai cái rồi. Đó, cái này lật lại, quá tuyệt vời. Mau vàng, mau chín lắm quý vị ơi. Đó, ở đây, bằng tay ngọc, tay ngà có Lalo bé mập đây quý vị ơi. Lalo bé mập luôn. Người đẹp của Bình Dương đây. À quên, người đẹp rạch chưa. Người đẹp Bình Dương đây rồi. Bà Thẩm Thí Hàng là người đẹp Bình Dương. Còn đây người đẹp Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Rạch chưa, quá ngon, quá ngon. Đây là nguyên một rổ khoai này quý vị, rất là tuyệt vời. Đó, đó quý vị thấy chưa, rổ khoai. Đây là con tôm do Lalo bé mập làm sản, mười mấy con, một ký có 26 con. Lalo bé mập và cậu ấm đã dùng hết 10 con, còn 15 con đây quý vị thấy chưa, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Đây, bỏ con tôm lên này quý vị. Đó, con tôm 8/12 rất là bự đó, quý vị thấy dài chưa. Đó, con tôm 18, ngà 8/12 để nằm lên cái tổ chim, cái ré đó quý vị. Mình bào ba củ khoai tây chắc hơn 1 ký. Đó, bây giờ Lalo bé mập gấp lên thế này, bỏ đây. Đó, quý vị thấy chưa, hai cái làm tổ chim đàng hoàng. Đó, tổ chim nằm rồi đó, xí nữa mình sẽ làm 3 cái. Được 9 cái là mình sẽ làm chương trình. Đó, quá đẹp, quá đẹp quý vị ơi. Lật lên, và cái đó chưa xong rồi, từ từ. Đó, 2 con rồi, qua cái tổ đã bự ra. Đó, quý vị thấy tuyệt vời chưa. Đó, quá đẹp, quá đẹp. Bữa nay mình tiếp tục làm chương trình tiếp Lalo bé mập. Xong, đây, bằng tay ngọc tay ngà của Lalo bé mập đường bưng cái ré với con tôm quá rồng đây. Đây, vớt lên đó quý vị, có cái xi, cái rổ xét. Đó, quá tuyệt vời. Lật là lật, úp lại cho nó chín, chưa chín, chưa chín con tôm. Đó, lật lại, lật lại. Đó, qua ông lật, qua bà lật. Xong, đó, đó, rùm rùm. Từ từ cái đó, bỏ vô cái khác đã. Từ từ cho nó. Đó, quý vị thấy không? Con tôm vẫn là thân con rồng. Đó, quý vị. Đây, xin mời quý vị. Đây là Lalo bé mập. Đó, đương bỏ vào. Đó, cho nó nằm xuống, tuyệt vời. Đó, bật lửa lớn lên. Đây là khoai lang. Đây là khoai lang quý vị ơi.
Đây khoai lang, đây la lô bé mập đang hút khoai lang bỏ vào đó. Đây cái nồi hấp khoai lang. Đây đây cái nồi hấp khoai lang đây này, có gì xíu nữa mình sẽ chiên cho quý vị coi. 10 củ mà mình làm 3 củ lớn, 7 củ nhỏ hấp. Dạ đây. Khoai lang đây nè quý vị, la lô bé mập giới thiệu nè. Quý vị thấy khoai lang chưa? Tuyệt vời, thấy rồi. Đây mình gấp ra cho. Đây quý vị ơi. Nè, con tôm 3 cái này quý vị. Một tổ chim có 3 cái. Quý vị thấy chưa? Tuyệt vời. Ở đây mình sẽ trở cái này lên, quá đẹp cha. Tổ chim bắt đầu đẹp rồi quý vị ơi. Xong. Đó. Cái này làm bột năng đây quý vị ơi. Bột năng nó dính lắm đó. Đó, đổ nước ấm ấm kìa. Xẹt 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 đó quý vị ơi. Vâng, đó. Đó. Muốn ổ nhỏ, ổ lớn là do mình nghe quý vị đó. Đó, la lô bé mập đương làm chương trình kỷ niệm còn một tuổi của trời ơi, nhà ơi, sung sướng. Trời ơi, sung sướng, nhà chung sung sướng. Đó, quý vị ơi. Đây. Đó, mời quý vị. Đây, bỏ vô đây là xong. La lô bé mập đương làm đây. Bỏ vào, bỏ vào. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Bữa nay mình sẵn lên chương trình làm để kỷ niệm. Bữa nay 20 tháng 12 trong tuần lễ này là coi như là nghỉ lễ Giáng sinh. Tổ ấm được ở nhà làm việc. Ngày mai, bữa nay đi làm bữa cuối. Đó, quý vị thấy bỏ khoai vào đó, nhúng bột sệt sệt. Đó, này quý vị ơi, rất là tuyệt vời nè. Cái này xong rồi nè quý vị, xong chưa? Đây, quý vị thấy tuyệt vời không? Đây, xong rồi, mình vớt mình bỏ vô đó. Cái này tổ chim này lật lên, lật lên. Ôi da, từ từ quý vị ơi, ố la la. Rồi, cho nó một chút nữa. Ố la la, măng tay lê bu. Đây, mời. Đó, wow, tổ chim này bự đây. La lô bé mập đương làm tổ chim mới nè quý vị. Cho nó chạy hết xuống rồi mình mới bỏ vào. Cái chảo thiệt nóng đây. Đó. Đây, hai chị em đây. Con ông cậu là chị Victoria, triệu đô. Đó. Đây, hai dáng người giống nhau đây. Đó, Victoria, triệu đô. Cái này là, đây, cái này là coi như la lô bé mập luôn. Triệu đô, còn này la lô. La lô bé mập luôn. Rạch dừa đây. Xong bắt đầu mình lấy cái này ra nè quý vị nha, chờ chút. Đó, quá ngon nè quý vị, giòn rồi. Hồi đầu mình đem ra thì nó chưa giòn, nhưng mà giờ này nó giòn rồi quý vị ơi. Đây, quá đẹp. Nó nguội nó mới giòn nha quý vị. Đây, từ từ. Từ từ, từ từ. Wow. Wow, cái tổ chim này đẹp quá, từ từ nha. Đó, cho nó vào đó đó quý vị ơi. Rồi, cái ổ này lật qua, anh này lật tới nha. Đó, mình vừa. Đó, quá đẹp, đó. Đó, cho nó tròn như vậy ơi. Rồi, đây, giờ la lô bé mập. À, thật vừa bỏ vô, đó. Đó, quá đẹp quý vị ơi, đây là tổ chim. Dạ. Dạ, yeah, quý vị có cái này, cái miếng sắt có cái lỗ này nè. Cái giá, đó. Quá đẹp, quá đẹp bây giờ. Đó, bây giờ mình lấy cái này nè. Wow, giòn đẹp quá, giòn đẹp quá. Cho nó nguội nó mới giòn quý vị. Đây, quý vị ơi, đây. Đó. Đó, nóng thì nó dính, mà nguội thì nó giòn. Đây quý vị ơi, đó bắt đầu cái này chín chưa vậy? Chín rồi. Đó bây giờ mình vớt mình để vô đây nè quý vị, xíu nữa là nó sẽ giòn. Cái này lật lên, lật lên.
đó, nó lôi kéo nhau đó quý vị ơi, đẹp quá. Con tôm đang nằm trong cái rổ đó. Cái bột năng này hay dẻo quá, dẻo quá. Đây, cô la lô bé mập luồn đương ra chuẩn bị bỏ thêm một cái nữa vào đó. Đây, quá đẹp quý vị ơi. Đó, nằm sau mình vớt cái này ra bên này đủ ba cái này quý vị ơi. Đó, đó ba cái nhỏ đó, đó cô la lô bé mập đương làm đây. Xong quá đẹp, tắt đi cái kia chín rồi, quá ngọt. Wow, cái đó đỏ đẹp quá, hay dùng rụm. À, mình có cái đồ bào cái gì ơi, bào xoài á, mình bào phôi. Dạ, đây quá ngon, quá ngon này quý vị. Coi như làm được 6 cái nè quý vị, 32 dĩa nè. Cái này là gần được 3 dĩa đây. Khoai ngọt ngon. Khoai ngọt ngon lắm. Đây, khoai ngọt đông hấp nè quý vị. Vâng. Khoai này ngọt, ngọt lắm. Khoai ngọt này ngọt lắm quý vị ơi. Tiếng Thụy Điển gọi là sốt bột tí đây. À, mình khô cái cổ. Phao đi chút nữa. Xong, phao lần bấm ra này là chúng mày quay.